And they stand up. They sing. They enjoy it. So let us sing together.
Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Hôm nay là ngày Chủ nhật, là ngày đầu tuần. Chúng con đến với nhau trong đền thánh của Chúa để cùng nhau thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa chúng con quá tuyệt vời. Ngài yêu chúng con, cho nên Ngài chuẩn bị mọi sự là tốt đẹp cho mỗi đời sống của chúng con. Ngày đầu tuần, Chúa cho chúng con được nghỉ ngơi, Chúa cho chúng con được đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Chúa cho chúng con được tương giao cùng với Ngài, để nhận sự chỉ dẫn từ nơi Chúa và nhận sức mới từ nơi Ngài. Bởi vì Chúa muốn chuẩn bị tuần lễ mới cho chúng con được phước hạnh. Cảm ơn Chúa, Chúa quá yêu chúng con. Vì sự nhân từ của Ngài, cho nên Chúa sẵn sàng tha thứ những sự vi phạm của chúng con ở trước mặt Chúa. Vì vậy trong thời gian này, chúng con cầu nguyện xin ân sủng của Chúa tiếp tục đổ đầy trên mỗi đời sống của chúng con. Tha thứ những sự vi phạm của chúng con đã phạm ở trước mặt Chúa trong tuần lễ vừa qua. Để trong tuần lễ mới này, nhất trong thời gian này, chúng con thờ phượng Chúa. Chúng con có thể được tương giao cùng với Ngài khi tội lỗi của chúng con được tha thứ. Chúng con được xưng công mình ở trước mặt Chúa bởi huyết báu Chúa Giêsu Christ đã thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng con. Để chúng con được tương giao cùng với Ngài. Bởi vì chúng con nhận biết rằng Chúa chúng con là Đấng Thánh. Và chúng con muốn tương giao cùng với Chúa, hoặc bất cứ ai muốn tương giao cùng với Chúa cần nhận sự tha thứ từ nơi Ngài. Cho nên vậy chúng con cảm ơn Chúa. Thì giờ này xin Thánh Linh của Chúa giúp mọi người chúng con tập trung vào trong sự thờ phượng Chúa, tập trung vào trong mối tương giao cùng với Chúa, để rồi chúng con được chuẩn bị cho một tuần lễ mới phước hạnh. Phước hạnh qua tất cả mọi sự mà Chúa Ngài muốn ban ơn cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con cảm ơn Chúa vì những con cái của Chúa đến đây được. Chúng cảm ơn Chúa cho những con cái của Chúa không thể đến được, nhưng họ có thể trực tuyến cùng với chúng con trong sự thờ phượng Chúa chung với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa thì giờ này có những người ở rất là xa chúng con, nhưng mà vẫn đồng công với chúng con trong sự thờ phượng Chúa được. Bởi vì những phương tiện mà Chúa ban ơn cho chúng con ngày hôm nay thật là quý báu. Bởi vì Chúa muốn chúng con được gần gũi với Chúa ở trong mọi phương diện. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Tất cả những người đã đến thờ phượng Chúa được, con cầu nguyện ơn thêm ơn. Xin Chúa ban ơn cho mỗi người được mạnh khỏe, mỗi người có sự bình an, mỗi người có niềm vui, mỗi người nhận biết được phước hạnh, được ở trong sự hiện diện của Chúa và được thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. As we gathering to worship our Heavenly Father, we thank you. For this is the Sunday, the first day of the week. You, our Heavenly Father, preparing for us so that we can come to worship you, come to fellowship with you, come to receive your guidance, and come to receive your strength for the new week. Because you want to bless us in the new week. You want to bless us every day. Because every day is a day you created for us. Thank you. Thank you for the love. Thank you for your care. Thank you for preparing everything for us. As we gathering here to worship you, we acknowledge you, our Heavenly Father, is the Holy One, is the only one to deserve our worship. Thank you. So we ask you to forgive us anything we had a mistake, anything we are against you in the past week. You clean our sin. Forgive our sins through the blood of your Son, Jesus Christ. So we can become righteous that before you, we can fellowship with you. We can listen to your voice, understand your message. Thank you. Thank you for this time, everyone here, that we can worship you. Thank you for the live stream, the people, even they are unable to come, but they still join us to worship you. May you bless every one of us. So we just commit this time into your hand. And we pray in Jesus' name. Chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thank you.
thank God. You may say that. Yeah, thank God. Thank you for, you know, for the energy as we singing to worship the Lord together. Cảm ơn Chúa. Thật ra khi quý vị hát được trong sự ca ngợi Chúa, đó là một cái, đó là cái phước Chúa cho. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Trước khi tôi thông báo, tôi muốn hỏi quý vị ngồi đây trong cái phòng này, cái máy điều hòa có ổn định không quý vị? I just ask your temperature inside in this room is okay? That if you okay, actually, you know, sometimes you have to bring the blanket, the jacket with you, and that is during the time you can sit in very comfortable, you know. Just thank God because we come here, everyone are different, you know. Even in my wife and I, we are different too. You know, every time I get in the car, I turn the AC on. But if my wife is sitting there, I cannot turn the AC on because she doesn't like AC. So everyone is different. So just try the best, you know, to help one another to enjoy whatever the Lord bless us. Okay, vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì trong khi chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa thì Chúa cho chúng ta có những cơ hội được chia sẻ cùng với nhau. Tôi thì tôi nghĩ rằng tôi phải kiên nhẫn, tôi chờ cho đến bây giờ tôi mới có thể chia sẻ với quý vị được về cái chương trình ngày hôm qua. I just hold my prison until now. I want to share with you about what happened yesterday at the Anaheim Angels Stadium. Buổi truyền giảng ngày hôm qua, thật ra thì tôi nghĩ rằng tuyệt vời vô cùng. Cả gia đình của chúng tôi ở ngoài đó, không phải là tất cả mọi người, nhưng mà những người đi ngày hôm qua thì chúng tôi ở lại cho đến chắc 10 giờ mấy chúng tôi mới ra khỏi đó, nhưng mà thật ra nó quá đông, tại vì cái tinh thần, cái sự vui thỏa của những người mà đi dự ngày hôm qua, tôi nghĩ rằng nó rất rất là đặc biệt. Can you the light low down just and turn the solar slide first. Đây là cái sân khấu ngày hôm qua. Đây là cái sân tôi thấy ngày hôm qua là không có chỗ nào trống hết trơn. Cái số người đó mà họ đưa lên là cái ở trên rất là cao trên đó. Cái chỗ mà tôi nghĩ rằng tôi á, nếu mà tôi ngồi tôi cũng thấy khó nữa. Cho nên có một vị ngày hôm qua đi cùng người ta đến thông dịch cùng với tôi, người ta nói rằng đợt trước á, người ta đi dạy ở trong cái trường ở trên Anaheim á, thì đứa trước đưa học sinh đi dự thì nhưng mà nó là tại vì mua cái vé giá vé rẻ cho nó đưa lên thật cao trên đó, nhưng mà khi đứng lên rồi là muốn té bởi nó cao quá đó. Cho nên nó vì vậy đó, cái chỗ này hôm qua là tất cả dù cao như vậy nhưng mà tất cả mọi sự đều có người ngồi hết. Actually, you can turn this light on, I think that's fine. Nhưng cái điều tôi muốn chia sẻ với quý vị, đây là một phần thôi trong cái chỗ ngồi là đây ngày hôm qua, chỗ ngồi tại đó. I think they turned it around. It's silent. Okay. Cái đây chỉ là một cái next one. Đó là cái vừa rồi là cánh bên trái của tôi, và bên này cái cánh bên phải đều là đầy hết. Tôi nhớ là năm 1985 đó thì có cái tôi đi dự cái chương trình truyền giảng cũng tại đây của mục sư Billy Graham. I just talk about. So I compare, just remind me about the evangelistic program in 1985. Billy Graham is the one to organize this in this stadium. Và những đó thì cũng rất là đông, và ngày hôm qua thì cũng rất là đông, không còn có chỗ trống hết. Cho nên quý vị thấy rất là đặc biệt mà ngày hôm qua thì chỉ có một buổi thôi. Và tôi nghĩ rằng ban tổ chức đã cố gắng rất rất là nhiều để có thể tổ chức tại đây, cái chỗ này như vậy. Ok, move on. Xem thêm một lần. Tôi chỉ có chiếu lại cho quý vị. Đây là cái chỗ mà after the message, Father Craig, after the message, the call, altar call is this is so the people they accept a call go down to accept Christ. Sau khi một sư giảng, thì một sư kêu gọi ai tin Chúa đó thì đi xuống phía dưới cái sân đó. Thì cái số người đi xuống đó rất rất là đông ngày hôm qua. Cho nên tại vì ngày hôm qua, cho nên bây giờ họ tối ngày hôm qua chưa có xác định được con số là bao nhiêu, cho chúng tôi không biết là con số là bao nhiêu. Actually, we don't know exactly how many people accept Christ
last night because it's too late, you know, we cannot do that. But it's crowded, you know, whole the side over there is really crowded. The people come down. And some people, because it's too long, then some people, they cannot go down either. Okay. Okay, move on. Ở đây có một người đi dự mà đói quá, đi từ sớm quá, cho nên là chịu không nổi, cho nên nhà phải đi mua đồ ăn, phải đến ăn, mà ăn thấy ngon lành. Tại đi dự sớm. This is one of the person who attended the service last night was very hungry. So he had to eat. Actually, just thank God for all the people who served to organize the event yesterday. Some of them, they were there on Friday and Saturday, whole day. But some of the volunteers, they have to be there at 3 o'clock. They stay there for the rest of the evening. Even the program starts at 7:30. So but the thing, they have to come early to prepare. Doesn't mean for a few hours we have to be there to prepare. Ở đây có một gia đình này cũng đói quá cho nên mua đồ ăn. Okay, next one. This is I just showed you the cái chỗ mà I just showed you, you know, the people come out go down to accept Christ. It's so very crowded. After that, Pastor Craig and he just pray for the, you know, for the people who accept Christ last night. Đó là mục sư Craig, mục sư cầu nguyện cho những người tin nhận Chúa ngày hôm qua. Cái sân vận động thì nó vẫn như vậy, cái số người đến rất là đông. Actually, even if we have more people accept Christ, but they cannot get in the stadium inside. So they have to give the text. They have the text to type in and say, oh, okay, I accept Christ. I want to accept Christ. I want to accept Christ. I want to commit my life to Christ. So that is the way it happened. Okay, go on. This is the general. We have a very good worship team, very good singers yesterday. And this is very excellent singer. The people actually yesterday, people really, really enjoy to worship the Lord through singing. Okay, move on. This is a key video. We have another video. Next one, yes. Khi mà chương trình gần cuối á, thì vừa hát thờ phượng, mọi người đều vừa hát mà vừa có bắn pháo bông. This is the end. So that so go on. Did it work or no? Did it work? Oh, that they did a very good video. I think.
Tôi muốn quý vị coi cái đoạn cái video đó, nhưng mà có thể chờ chút xíu. Cái lý tôi muốn quý vị coi là tại vì cái niềm vui, cái niềm vui của những người phục vụ đó, nhất là ban tổ chức đó, sau khi đó rất là vui. Thường thường là mỗi khi tổ chức như vậy thì sau đó thì có cái bắn pháo bông nữa. Ok, I think maybe it's the end. Ok, thật ra thì tôi nghĩ rằng tôi cũng hôm qua tôi cũng quay được một số, tại vì tôi ngồi trên cao đó, xong dịch trên cao đó thì cũng quay được một số cái chỗ và chụp hình được một số cái hình ảnh rất là thích. Nhưng mà có điều hôm qua chúng tôi làm việc thì chúng tôi thấy rất là thích, bởi vì những cái gì mà mình nghĩ là mình bỏ cái công ra đó, mình thấy nó Chúa ban phước cho mình cái rất là đặc biệt. Actually, I really enjoy to serve with the Harvest Crusade. I have been serving with them for long time. And this is the time for we continue to serve with the translation. Khi chúng tôi làm việc với bên này thì cũng lâu rồi. Nhưng mà trong những ngày gần đây thì tôi làm việc thì tại vì nó cũng có cái mối liên hệ. Liên hệ là tại vì nhà thờ mà tổ chức cái chương trình này đó, ở tại Riverside đó, thì họ là một trong những nhà thờ của giáo hội. Cho nên là khi mỗi khi có như vậy chúng tôi làm việc chung cùng với nhau thì thấy rất là thích. Và điểm thứ hai đó là thấy cái tinh thần làm việc của mọi người rất là quý, bởi vì họ làm việc rất là hăng say, rất là nhiệt tình, mà làm việc nó có một cái trật tự. Actually, I enjoy to serve with this Harvest Crusade for a long time special. That church, the one the church is really the main church to organize this, it is one of our church in our denomination. So we serve together, we integrate one another. Rồi vì vậy khi chúng ta phục vụ như vậy thì thấy rất là quý, cho nên tôi thấy nó quý là như vậy. Thứ nhất là cái công của mình bỏ ra thấy quý. Thứ hai đó, ngay cả vấn đề mình cầu nguyện mình thấy xứng đáng như vậy. Thứ ba là mình dâng hiến mình thấy cũng vui vẻ, nó rất là tốt. Cho nên mọi sự trong cái sự đóng góp ở trong này đó, cảm ơn Chúa, tôi thấy quý vị cầu nguyện cho vấn đề này. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có thể dâng hiến cho cái chương trình này, phục vụ chương trình này trong một trong những chương trình ở trong giáo hội của chúng ta đó. Đó là điều mà rất là quý. We just thank God that in our church we be a part of this event, and also we pray for this event, and also we giving for this event, and we thank God that we can involve in this event. Just thank God for this. So just keep praying for this. Last year, about this week, and this Harvest Crusade, they baptized 5,000 people at Newport Beach. Tuần năm ngoái, tháng tuần này, tại Newport Beach, người ta cái chương trình này đã làm pháp báp têm cho 5,000 người. Bữa đó tôi là người cũng đã tham dự, nhưng mà đến giờ phút chót thì không có thể đến được. Nhưng mà có điều thì rất là quý. Cuối tuần này cũng xem có làm lễ báp têm giống như vậy nữa ở tại Newport Beach. Cho nên nếu quý vị nào muốn biết thêm chi tiết đó, thì quý vị có thể lên cái website hoặc là mình cần hỏi tôi. Actually, this weekend, on the 27th, they have another event for the baptism service. I don't know how many, but I think will be crowded. So that it, just pray for this event special, you know, so I think this is really the time for encouragement. Đây là cái thời giờ mà tôi nghĩ rằng cần cái sự khích lệ tinh thần. Tất nhiên nhà thờ chúng ta nhìn thì nhỏ thôi, phải không quý vị? Nhưng mà trong một cộng đồng cơ đốc thì nó rất là mạnh, rất là đông. Mọi người đều có thể làm việc chung với nhau. Mỗi người chỉ cần làm những gì mà mình có thể làm được mà thôi. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta, cho hãy cố gắng làm được những gì tốt đẹp nhất. Cho nên vì vậy chúng tôi, thật ra nói về cái đoạn này tôi muốn chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng là trong cái niềm vui như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ có những dịp khác, tôi sẽ nói thêm. Actually, I really enjoy about this event. I want to talk more, but maybe not next time. So we talk more about this. Okay, một cái điều nữa là chúng ta tuần tới chúng ta sẽ không nhóm tại đây, mà nhóm ở tại bên phòng nhóm nhỏ đó. Lý do
Quý vị thấy cái lớp Thánh Kinh mùa hè đó, thì những sự trang trí tại đây đó thì vẫn còn một số, tại vì một số cũng đã gỡ bỏ xuống rồi, nhưng mà họ muốn chiều nhật tới ngày 28 đó, thì họ tổ chức cái lớp VBS trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi, tại vì tuần trước đó, thì mấy tuần trước thì họ chưa có hoàn tất cái chương trình VBS. Coming Sunday they will cover the VBS whatever left for the last 2 days of that they cancel it. So next Sunday, this room will be, they have VBS, I may say, celebration. So that we will worship in the worship hall. So because of that, they want the people to enjoy it, bringing the children so that they can enjoy it. So that just lets you know, coming Sunday, we worship over there at the worship hall. Over here, the VBS, they will cover for the last 2 days. But they start 2 o'clock, we start at 1:30. So we just thông báo quý vị. Chúng ta họ nhóm tại đây lúc 2 giờ, chúng ta nhóm ở bên kia lúc 1 giờ 30. Quý vị có con em mà tham dự cái chương trình này đó, thì quý vị nên đưa các cháu đến để tham dự. Đó là mấy vấn đề như vậy. Buổi chiều ngày hôm nay đó thì chúng ta có bữa thông công cùng với nhau. Thông công cùng với nhau thì có 4 người sinh nhật trong tháng này nha. We have the fellowship dinner today. So because of the, and also for the birthday celebration. So all of you invited, all of you invited. And I think we will enjoy whatever we have today. Tôi chỉ nói với tất là có bún bò Huế, đại khái như vậy thôi. Thì chúng ta xem. Okay, we are all of you invited after the service. We have a dinner together and also we has have the birthday celebration. So just thank God for this. Okay. Thế đó là mấy vấn đề chúng tôi muốn thông báo cùng với tất cả quý vị. Và thì giờ này chúng ta sẽ nhận tiền dâng, nhưng mà trước khi nhận tiền dâng tôi nói như vậy. Tiền dâng đó là cái đặc ân của những con cái của Chúa, cho nên quý vị không phải là con cái của Chúa, trừ là chưa phải đó. Hoặc những người bạn của chúng tôi thì quý vị đừng có ngại, quý vị không phải dâng cái gì hết. Bởi vì dâng hiến là cái đặc ân của những con cái của Chúa, cho nên quý vị đừng có ngại nếu quý vị là khách của chúng tôi. This is the time for the giving, you know, I just said, you know, this is a, if you are our guest, you know, come or visit us, if you are non-Christian, you don't have to do anything. And this is the time for all the believers. We just thank God for the opportunity we do the work of God together. Tôi mời 2 người đến để lấy tiền dâng, lấy tiền dâng trước, sau đó mình sẽ cầu nguyện quý vị. We have the dinner at the library, right? Chúng ta sẽ ăn ở bên phòng thư viện quý vị ha. Chúng ta ăn ở bên phòng thư viện. Quý vị tiếp tục cầu nguyện cho nhà thờ tại đây thì cái chương trình xây nhà thờ thì vẫn đang tiếp diễn, và có những người họ đến họ đang chuẩn bị cho vấn đề xây cất, cho nên vì vậy chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho cái đoàn truyền giáo ở bên Singapore thì họ chưa có về, bởi ông mục sư phải đến gần cuối tháng này ông mới về lại, gần cuối tháng này ông mới về. We just pray for the mission team, one in Singapore, if they will come back in the end of this month. Okay. Tôi mời quý vị đồng đứng dậy trong thời gian này, ask to stand up. Chúng ta cầu nguyện dâng hiến. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được đến thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng con được đồng công với Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng con thấy những công việc của Chúa được thể hiện, mà chúng con được sự khích lệ tinh thần rất là nhiều. Và cảm tạ ơn Chúa, Ngài vẫn thương xót, Ngài vẫn mở rộng vòng tay để có nhiều người có thể đến với Chúa, nhiều người tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa cho chính đời sống của họ, nhiều người nhận được cái sự ban cho, cái phước hạnh, món quà mà Chúa ban ơn cho họ, đó là sự sống đời đời. Sống đời đời ở trong đời này cũng như trong đời sau, nhất là trong đời sau ở trên thiên đàng. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con cảm ơn Chúa về chương trình truyền giảng ngày hôm qua. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa về Harvard Crusade. Chúng con cảm ơn Chúa về cái sự ban phước của Chúa một cái rất là đặc biệt trong buổi tối ngày hôm qua.
từ tất cả mọi người tham dự, những người tổ chức, những người tình nguyện, những người phục vụ, tất cả đều cảm thấy vui thỏa vì phước hạnh Chúa ban ơn cho cái chương trình này. Còn cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho những người đã tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu cho chính đời sống của họ. Ngày hôm qua, họ được đứng vững trong đức tin và có thể đi thờ phượng Chúa cùng với các con cái của Chúa ở trong các hội thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Thì giờ này chúng con cảm ơn Chúa vì các con cái của Chúa đến đây để cùng nhau thờ phượng Chúa và cảm tạ ơn Chúa vì cơ hội dịp thuận tiện mà chúng con được bày tỏ cái tấm lòng biết ơn của chúng con đối với Chúa qua sự hiện diện của chúng con ở trong đền thánh của Chúa, qua sự dâng hiến, vì nhận biết rằng tất cả những gì chúng con có được bởi sự ban cho của Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con xin Chúa Ngài nhận số tiền chúng con dâng hiến cho Ngài. Ngài ban phước cho và sử dụng số tiền này có ích cho công việc của Chúa. Không những vậy, xin Chúa Ngài sử dụng mỗi đời sống của chúng con. Con tin rằng với quyền năng của Chúa, mọi người đều có thể được Chúa sử dụng cho công việc nhà Chúa, có ích cho công việc nhà Ngài, đem đến phước hạnh cho những người xung quanh. Khi chúng con nhờ cậy Chúa, chúng con dâng hiến chính đời sống của chúng con cho Chúa để được Chúa sử dụng, chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Xin Chúa Ngài tiếp tục dẫn dắt mỗi đời sống của chúng con, ban cho chúng con mỗi người có được cái niềm vui phước hạnh. Dù ở trong đời sống này có nhiều cái vấn đề nó đang xảy ra và con tin rằng sẽ xảy ra, mà nhiều khi chúng con không biết rằng tại sao nó như vậy, và cũng chắc chắn rằng có nhiều khi chúng con không biết cách giải quyết làm sao được. Nhưng mà có một điều chúng con biết, tất cả mọi sự đều ở trong sự kiểm soát của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. We just thank you, our Father in heaven, for the time we can worship you, the time we can show our love to worship you, as we present here to worship you together, and also the time could you give us the opportunity to show our love to you through the giving. We believe everything we have belongs to you, and we believe everything you entrust to us because you want us to serve you and to glorify your name. That's the joy of whatever you've given to us. So thank you for everyone. Thank you for all the things you have done for us in the past week. We just thank you for the new week. We continue to commit the new week into your hand. We just pray that the Holy Spirit be with us, guide us, and help us to glorify your name. Especially, we give thanks to you for yesterday, the events at the Anaheim Angels Stadium. Thank you for this event. Thank you for everything you bless us to this event. Thank you for all the people who can serve you and show their love to you as they can serve you. Thank you for all the people who came. Then they accept our invitation and they came. They listen to your servant and message and they open their heart for you. Thank you for all the people who accept Christ yesterday. I ask you to help them to continue to walk with you, to commit their life for you, be a spiritual person, and they may live their life according to your purpose. Just thank you for that. So chúng con xin dâng cho Chúa mọi sự và chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, kính mời quý vị an tọa. You may sit down. Tôi mời ban thờ phượng lên đây, chúng ta sẽ cùng nhau để ca ngợi Chúa. Let us continue to worship the Lord with our worship team. Thưa quý vị, đối với Chúa, bất cứ điều gì mà Chúa hứa với chúng ta, Chúa sẽ giữ và Chúa đã thành tín. We just thank God everything the Lord promised with us, He keeps His promise. He's faithful one. So we continue to trust Him. So let us sing this song together, you know, just remind us that we can continue to trust our Lord. Chúng ta hát với nhau về hát này đó, như là một sự nhắc nhở rằng Chúa chúng ta đã thành tín. Chúa hứa điều gì thì Ngài sẽ thực hiện cái điều đó. Nên chúng ta tin cậy vào lời hứa của Chúa và tiếp tục bước đi trong đường lối của Ngài. Ok. Trên mọi lời Giêsu hứa phán, nguyện đời đời tôi ta
mái trên chừng trời dành cả cả gió. Chính thưa ngồi đành chỗ nương thân mình ở, đứng trên nơi đây. Tối nay luôn âm ngoan kinh lập chính thưa ngồi nào lại đứng trên lời ấy. Đứng hoan nghi luôn trên luôn ngồi xuống đây. Tối nay luôn như trên người nghìn thu không cái hoa. Nhưng tôi luôn thắng do lời trời sinh ra đã ban. Chính thưa ngồi này chỗ đứng thật bình an, đứng trên lời đây. Tối nay luôn âm ngoan kiên lập trên thưa ngồi nào lại đứng trên lời ấy. Đứng anh như luôn trên đứng ở dưới mọi lời ngày đưa ta ta. Hằng ngày lòng lắng nghe thanh linh khuyên tôi dịu dàng. Tâm tôi yên nghĩ trong lời ngài đừng luôn thoát. Mọi lời ngài như đã ta, hằng ngày lòng lắng nghe thánh linh xuyên tôi dịu dàng. Tâm tôi yên nghĩ trong lời ngài thường luôn thỏa mãn. Chính hướng ngồi đây chỗ đứng thật bình an, đứng trên lời đây. Tối nay luôn âm hoan kiên lập trên hướng ngồi nào lại. Cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta cùng nhau nghe lời của Chúa, thì đây là bài hát chúng ta sẽ hát. Chúng ta hát bài hát này tinh thần ca ngợi Chúa, chúng ta hát như là một lời cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng ta trong sự nghe lời của Chúa. Before we listen to the word of God, let us sing this song. Of course we sing and we worship the Lord, and also to sing this song to remind us, to ask the Lord to help us to listen well and understand His words before we listen to His message. Chúng ta hát chung với nhau bài hát này như là một lời cầu nguyện của chúng ta. Actually, let us sing this song just like our prayer, so the Lord can bless us. Con hằng
Amen. Thanks God. Đây là thời gian chúng ta cùng nhau nghe lời của Chúa. This is the time for us to listen to the word of God. Lời của Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay được đọc trong thư Philip, đoạn 1 từ câu 12 đến câu số 21. The word of God for us to listen now is from Philippians chapter 1, verse 12 to 21. And Miss Monica will read it in Vietnamese, English follow on the screen. Bà Hương sẽ đọc lời Chúa bằng tiếng Việt và tiếng Anh có trên màn hình, quý vị. Kính thưa mục sư, kính thưa thánh. Hôm nay tôi được đọc lời Chúa trong thư Philip đoạn 1, câu 12 đến câu 21. Đối với tôi, sống là Chúa cứu thế. Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng những điều đã xảy đến cho tôi thật ra đã giúp tôi việc truyền bá phúc âm tiến bộ thêm. Kết quả là toàn thể lính gác công đường cũng như tất cả những người khác đều biết tôi vì Chúa cứu thế mà bị xiềng xích. Và phần nhiều, anh chị em qua việc tôi bị xiềng xích đã vững tin hơn trong Chúa, dám rao truyền lời Chúa mà không sợ hãi điều gì. Thật vậy, có vài kẻ truyền giảng Chúa cứu thế vì ganh tị hoặc và cạnh tranh, nhưng những người khác truyền giảng vì thiện chí. Những người này truyền giảng do lòng yêu thương. Họ biết rằng tôi được ủy nhiệm để binh vực phúc âm. Còn những kẻ kia truyền giảng Chúa cứu thế vì lòng ích kỷ, không thành thật, tưởng rằng như thế họ làm tôi đau khổ thêm trong khi bị xiềng xích. Nhưng có hề gì, dù thế nào đi nữa, hoặc giả bộ hay thành thật, Chúa cứu thế vẫn được rao truyền. Như thế thì tôi vui mừng. Vâng, tôi sẽ tiếp tục vui mừng. Vì tôi biết rằng nhờ anh chị em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức, của Chúa cứu thế Giê-xu phù hộ, điều này sẽ trở nên ích lợi cho sự phóng thích của tôi, như tôi vẫn tha thiết mong đợi và hy vọng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng không bị hổ thẹn, nhưng luôn luôn đầy can đảm, đặc biệt là bây giờ, để Chúa cứu thế được tôn vinh trong thân thể tôi, dù sống hay chết. Vì đối với tôi, sống tức là Chúa cứu thế, và chết là ích lợi. Đó là lời của Chúa. Amen. Tôi cảm ơn Chúa vì lời của Chúa vừa được tuyên đọc và chúng ta cảm tạ ơn Chúa về những gì mà Chúa muốn trong chính đời sống của chúng ta. Khi chúng ta thờ phượng Chúa, tôi sẽ mong rằng đây là cái điều mà chúng ta phải nói cảm ơn Chúa. Trong tất cả mọi sự, Chúa bao giờ cũng tốt hơn. Nếu mà so sánh tất cả mọi sự, Chúa bao giờ cũng tốt hơn. For everything we just thank God, Jesus is better for whatever we do, whatever we think. So just let us watch this video clip before we listen to the word of God. You always remember these 13 letters, these three words, and this one complete sentence. Jesus is better. He's better than any passing dream you might be chasing after. He's better than any worldly ambition that may have captured your devotion. He's better than anything that could distract you from doing what you were created to do. He's better than money, cars, clothes, entertainment, achievement, and popularity. He's better than anything this world can offer you. Jesus is better. He's better than any person that has ever walked this earth.
He's wiser than Gandhi and smarter than Einstein. He's more eloquent than Shakespeare and more creative than Mozart. He's more powerful than Napoleon and more compassionate than Mother Teresa. There's never been anyone like him, nor will there ever be. Not even close. Jesus is better. The Bible says he's better than Adam, better than Abraham, better than Moses, David, and Mary. He's better than the angels, better than the demons, better than any prophet, priest, or saint. From beginning to end, this book has one beautiful story and one unified theme. The Bible is clear. Jesus is better. But there will be times when it's hard to believe. Times when it doesn't feel like Jesus is better. The world will reject you, your flesh will fight you, and the devil will lie to you. Storms will come. You're gonna face disappointment, deception, betrayal, and rejection. You're gonna feel tired, empty, brokenhearted, scared, and alone. But don't forget in the darkness what you learned in the light. Jesus is better. He's the King of Kings and the Lord of Lords. He's the Prince of Peace and the Light of the World. He's the friend of sinners and the enemy of Satan. He is the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. He is the way and the truth and the life. Jesus is better. And if you really truly believe it, it's gonna cost you. You're gonna help the poor, defend the powerless, swallow your pride and love your enemies. You're gonna study the scriptures when you'd rather scroll your phone. You're gonna pray when you'd rather sleep. You're gonna serve when you'd rather be served. And you're gonna speak up when you'd rather be silent. But when it's all said and done, you won't regret it. You'll say, it was worth it. Jesus is better. I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ. In other words, Jesus is better. 13 letters. 3 words. 1 sentence. And no question about it. Jesus is better. Amen. Thì quý vị coi đoạn video clip này, tôi nghĩ rằng là có thể có những điều nó liên hệ đến quý vị trong cái suy nghĩ của quý vị, phải không ạ? Trong mấy tuần lễ vừa qua, tất nhiên trong đời sống hàng ngày thì nó có rất là nhiều điều, nhưng mà trong mấy tuần lễ vừa qua thì quý vị biết rằng có rất là nhiều điều trong đời sống của chúng ta đó, nó xáo trộn. Ví dụ như trong trong tuần vừa qua thì một số quý vị biết là cái mạng, phải không? Mạng bị sập, phải không? Cái mạng bị sập này đó, thật ra không phải là vì khủng bố. Rõ như vậy, không phải là vì khủng bố. Nhưng mà ta biết rằng cái mạng bị sập ra là tại vì cái chỗ mà người ta điều hành cái mạng này đó, họ làm có cái gọi là sơ sót cho nó khiến cho bị sập cái mạng. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi nó sập cái mạng rồi thì tình hình ở trên thế giới, cả thế giới này, nó bị ảnh hưởng ghê gớm, phải không quý vị? Nó ảnh hưởng ghê gớm. Máy bay thì phải ngưng không đi nữa. Rồi ông Phước thì tôi tưởng là ông ấy tuần vừa rồi đi mổ rồi, mà bác sĩ nói bây giờ cái mạng nó sập rồi làm sao, thì họ gọi điện thoại là họ phải reschedule. Thì đại khái có rất là nhiều những vấn đề khác mà nó xảy ra. Nhưng mà có điều như vậy, tôi chỉ mong rằng là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta tin một điều rằng Chúa vẫn là đấng kiểm soát. Chúng ta có thể thấy mọi sự rất là khác biệt. As you see, everything happens around us. Some good, some bad. But the thing is, as a Christian, we have to continue to trust in the Lord. God is in control for everything. Just rely on Him. Và có một điều đặc biệt đó là tuần vừa rồi thì một số quý vị coi cái đại hội của Đảng Cộng Hòa, phải không quý vị ha? Là quý vị coi Đảng Cộng Hòa. Thì quý vị coi thì có một cái điều rất là đặc biệt. Chúng ta biết là tuần trước thì ông cựu tổng thống Trump ông bị ám sát, phải không ạ? Thì tất nhiên thì ám sát thì không có chết, không có thành ám sát không thành công, nhưng mà ông ấy cũng bị tổn thương. Nhưng mà có một cái điều đó là ông vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt, vẫn cổ động cho cái vấn đề tổng thống như thường, nghĩa là được tranh cử tổng thống như thường. Nhưng mà khi quý vị coi cái đại hội đó thì quý vị thấy không những ông Trump, ông nói rằng nếu không bày Chúa
thì tôi không có mặt tại đây trong thời giờ này. Phải không ạ? Ông nói rất phải không? Nhưng mà không phải chỉ có ông ấy không thôi, mà những người đến nói chuyện đó là nếu như nói rằng nếu như không phải bởi Chúa thì ông Trump có thể là ông Trump cái đại hội đó sẽ không phải như vậy, và ông Trump cũng không có thể đứng đây như vậy. Người ta vẫn nhận biết rằng đó Chúa là đấng hiện diện và Chúa là đấng tái trị, và Chúa cho phép những điều gì xảy ra thì nó xảy ra, và Chúa muốn dạy dỗ con người những điều gì nó xảy ra trong đời sống thì Chúa cho phép cái điều đó xảy ra. Tất nhiên chúng ta sống trong xã hội này, ngày hôm nay chúng ta có nhiều người, thật ra cũng có nhiều người cũng hơi thất vọng. Thất vọng là tại sao có quá nhiều chuyện xấu đó xảy ra, mà trong đó những cái chuyện tốt đó, nhiều khi mình không được nghe. Nhưng mà nếu như quý vị để ý đó, thì đây là cái vấn đề. Tại vì cái vấn đề truyền thông ngày hôm nay đó, truyền thông đó, thì họ làm truyền thông, thật ra họ cũng muốn kiếm tiền. Và đó là cái vấn đề gọi là sinh hoạt việc làm của họ, để kiếm tiền của họ. Cho nên họ muốn đưa những cái tin gì mà người ta thích nghe, hoặc người đưa những cái tin gì giật gân. Và thật ngày hôm nay những cái tin người ta thích nghe, tin giật gân và tin hù dọa tại khác đó, thì nó rất là nhiều, phải không ạ? Cho nên là nhiều khi chúng ta chỉ nghe những cái tin giật gân, những cái tin chết chóc, tin này tin kia đại khái như vậy, bất đồng ý kiến người khác, mà không nghe được những cái vấn đề, những cái tin tức tốt. Thật ra vẫn có những cái tin tức tốt như thường chứ không phải là không, nhưng mà ta ít được nghe. Bởi vì sao? Bởi vì những cái tin tức xấu nó choáng hết tất cả những gì nó đang xảy ra trong cái xã hội này. Tất nhiên chúng ta thấy là bạo loạn, phải không? Thấy có những cái vấn đề cuộc sống ngày nay chúng ta không ai muốn người khác bị tổn thương, phải không? Chúng ta thấy có những gia đình bị tổn thương, như là bị cướp hoặc là bị đánh hoặc là bị sát hại chẳng hạn, như vậy chúng ta không bao giờ muốn nghe như vậy, phải không? Tất nhiên chúng ta không muốn như vậy. Tất nhiên chúng ta không muốn nghe chuyện ông Trump ông bị ám sát như vậy. Chúng ta không muốn nghe ông Biden ông ấy bị ám sát như vậy. Chúng ta không muốn nghe bất cứ ai mà bị ám sát như vậy hết. Chúng ta không muốn, phải không? Bởi vì chúng ta muốn cái đời sống làm sao con người ta được ổn định, con người ta sống được vui vẻ, được bình an. Nhưng mà thật ra con người không thể bình an được, không thể vui thỏa được, không thể hạnh phúc được cho đến khi con người tìm thấy Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ này, và đấng tạo dựng ra con người, và đấng cho con người sống có mục đích, bày tỏ mục đích cho con người. Cho nên chúng ta sống đúng mục đích đối với Thiên Chúa đó, thì đời sống sẽ trở lên tốt đẹp. Cho nên vì vậy đó, chúng ta cần có nhiều người ngày hôm nay được biết đến Chúa, và cần nhiều người ngày hôm nay biết thờ phượng Thiên Chúa, đọc lời Chúa và nghe lời của Chúa. Nếu nhiều người đến với Chúa đó, thì sẽ không có những cái sự gian ác ở trên đời này. Cho nên vì vậy chúng ta buổi chiều ngày hôm nay, khi chúng ta cùng nhau suy gẫm về lời của Chúa đó, thì chúng ta nhận biết rằng trong đời sống ngày cũng có những điều tốt xảy ra, cũng có những điều xấu xảy ra. Nhưng mà trong căn bản tốt hay xấu lại còn tùy theo cái suy nghĩ của mỗi một người. Tùy theo suy nghĩ của mỗi một người nữa. Có những người khi tin Chúa rồi thì họ thấy đúng như điều Chúa phán đó, sống hạnh phúc, sống vui thỏa ở đất như ở trời. Nhưng cũng có những người thì không nhận thấy như vậy. Có những người thấy là chỉ có lên trời rồi, lên thiên đàng rồi mới thấy vui thỏa thôi, chứ còn sống trên đất này làm sao vui thỏa được. Tùy theo cái thái độ của mỗi một người. Cho nên vì vậy lời Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm. Actually, you know, everything happened, we just thank God for everything under His control. So the message today is, I think God wants us to understand His purpose. If you want to be happy, or if you don't want to be happy, up to you. God give everyone the freedom of choice. God give everyone the freedom of choice. But you have to be responsible for what is your choice. You have to be responsible for. So that is the time for us to listen to the word of God. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Trước khi chúng ta cùng nhau nghe lời Chúa, chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được thờ phượng Chúa tại đây. Và thời gian này xin Thánh Linh của Chúa giúp chúng con trong sự nghe, trong sự hiểu, trong sự áp dụng lời Chúa trong mỗi đời sống của chúng con. Và nhất là xin Chúa ngài cho chúng con, mỗi một người tiếp tục nhờ cậy Chúa để đời sống chúng con có sự bình an, ngay cả khi chúng con sống ở trong một cái xã hội đầy dẫy những sự khó khăn, thử thách. Nhưng mà chúng con tin rằng Chúa chúng con là đấng công bình.
Xin Chúa ngài giúp cho chúng con tiếp tục tin tưởng nơi Chúa và nhất là trong thời gian này. Xin Thánh Linh của Chúa giúp chúng con trong sự nghe, trong sự hiểu. At this time, I ask the Holy Spirit to continue to be with us, help us to listen well, understand the message. Chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước khi chúng ta cùng nhau suy gẫm, tôi mời quý vị đọc một câu kinh thánh. Let us read one verse before we meditate the word of God. Chúng ta mời đọc chung cùng với nhau câu này, quý vị ha. Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng những điều đã xảy đến cho tôi thật ra đã giúp việc truyền bá phúc âm tiến bộ thêm. One more time. Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng những điều đã xảy đến cho tôi thật ra đã giúp việc truyền bá phúc âm tiến bộ thêm. Cảm ơn Chúa vô cùng. Đây là điều mà rất là đặc biệt. Không điều gì mà xảy ra mà không có cớ, không có mục đích hết. Cho nên vì vậy, sứ đồ Phao-lô ông là một người mà có thể chia sẻ những điều này quý vô cùng. Ông A.T. Robinson thì ông nói như vậy. Vấn đề của chúng ta vẫn có thể, vấn đề của chúng ta là vẫn có thể nhìn thấy bàn tay của Chúa trong một thế giới có luật pháp và trật tự khi mọi thứ chống lại chúng ta. Cái điều đó nó xảy ra trong tuần trước nữa phải không? Những tuần trước nữa phải không quý vị? Ví dụ ông Trump ông bị tấn công như vậy, thì sau đó ông vẫn nói cảm ơn Chúa, phải không? Chúa gìn giữ ông phải không quý vị? Cho nên đó là vấn đề, khi mọi sự xảy ra như vậy, thì người ta vẫn nhận biết rằng có bàn tay của Thiên Chúa. Cho nên vì vậy có những người khi suy nghĩ một cách tiêu cực đó, thì nó sẽ trở thành tiêu cực. Ví dụ như có một cái đoàn chuyên môn đi có một cái ban nhạc kia, họ đi, họ đang hát, đi hết từ quốc gia này sang quốc gia kia hát, thì khi họ nghe có hai người ca sĩ khi nghe về ông Trump ông bị bắn như vậy đó, thì người này nói với kia là ông bị bắn nhưng mà ông ấy chỉ bị thương thôi, bị cái viên đạn nó xuyên qua tai thôi. Thì ông kia ông vui miệng ông nói chơi nói ồ ước chi kỳ tới là viên đạn nó sẽ trúng. Ông nói ra như vậy, ông nói xong là ông ân hận và ông biết rằng nếu cái cách suy nghĩ của ông ấy như vậy đó thì sẽ không được. Và đang ở trong cái tour đi biểu diễn như vậy, ông ấy bỏ hết cả cái tour đó, không như vậy nữa, bỏ hết cả tour. Ông nói rằng mình nghĩ như vậy, mình nói như vậy là có thể ảnh hưởng tới những người khác, và rồi mình sẽ không làm cho cái việc này nó xảy ra như vậy, cho nên mình hủy cái tour đó. Thế tôi nghĩ đó cũng là một trong những cách như vậy. Mọi thứ chúng ta nhìn, chúng ta thấy, chúng ta gặp, chúng ta vẫn có thể nhận biết rằng bàn tay của Thiên Chúa đang hành động ở trong vũ trụ này. Mọi sự xảy ra trong vũ trụ này Chúa vẫn kiểm soát như thường. Mọi người chúng ta, kế hoạch của chúng ta có thể thất bại. Có một số người có kế hoạch gì đó trong đời sống của mình, kế hoạch có thể thất bại. Có những người bị bệnh tật, có những người giấc mơ bị tan vỡ, có những người có những cơ hội làm việc nhưng lại bị cản trở, có những người thấy rằng cái chết là một cái gì đó khiến cho họ đau khổ vô cùng. Tuy nhiên ở trong đời sống chúng ta, tất cả những gì chúng ta nhận biết rằng nó đang xảy ra có thể khiến chúng ta đau buồn, nhưng mà trong những cái điều đó xảy ra, trong những cái đau buồn đó, tùy theo thái độ, có thể khiến chúng ta đau buồn, nhưng cũng có thể khiến chúng ta hành động một cách phi thường, hoặc tỏ một cái thái độ phi thường trong chính đời sống của chúng ta. Trong trường hợp này, là trường hợp của sứ đồ Phao-lô, như là người viết cái thư gửi cho các con cái của Chúa ở tại thành Philip. Ông Phao-lô là một người rất là đặc biệt. Chúng ta nếu quý vị biết sứ đồ Phao-lô là một người, ngày xưa ông là một người làm việc cho chính quyền Do Thái, ông là có cái rất là giỏi, có cái đặc quyền, có quyền hành ở trong chính quyền Do Thái. Cho nên vì vậy ông đi bắt bớ các con cái của Chúa. Nhưng mà đến khi ông ấy bị đi theo Chúa rồi thì ông cũng bị bắt bớ. Nhưng mà cái bắt bớ của ông ấy khi theo Chúa rồi thì ông cảm thấy ông thỏa mãn. Ông thỏa mãn là tại vì dù bị bắt bớ nhưng mà cái sự bắt bớ đó nó không phải xảy ra theo cái ý muốn của con người, nhưng mà bởi cái sự cho phép của Chúa. Cho nên vì vậy ông đi truyền bá giảng, ông đi truyền bá phúc âm hết từ nơi này đến nơi khác. Và đến khi ông bị bắt và đến cuối cùng đó thì họ nhận biết rằng ông là một người Do Thái.
Và trong một đặc ân của một chính quyền La Mã đó bây giờ. Mà ông ấy bị như vậy. Và khi người ta nói, ồ nếu ông ấy là người La Mã như vậy, thì muốn xử ông ấy thì phải đưa về Jerusalem thì mới xử được. Vì không ai có quyền xử ông ấy như vậy hết. Thì cuối cùng họ phải đưa ông về Jerusalem. Nhưng mà có một điều đặc biệt đó. Ông nói rằng, khi ông đi truyền báo phúc âm thì ông nói, tôi muốn ông cầu nguyện và muốn mọi người cầu nguyện. Tôi muốn trở về Jerusalem để tôi truyền bá lời Chúa cho những người ở đó. Bởi đó là cái chỗ đầu não của những người, họ cần được nghe đến phúc âm của Chúa. Cho nên vì vậy, đối với ông, khi trở về Jerusalem, thì đó là cái niềm vui, cái sự cầu nguyện của ông ấy được Chúa trả lời. Nhưng mà trở về với cái hình thức là ông ấy về với cái cương vị của một người tù, của một người bị bắt làm phu tù, và đưa về Jerusalem trong cái hoàn cảnh tay chân bị xiềng xích. Nhưng mà ông nói cảm ơn Chúa, ông nói cảm ơn Chúa vì cái điều mà tôi ước mơ được trở về Jerusalem, thì bây giờ tôi được trở về. Mặc dù là trở về không phải là được một sự tự do, nhưng mà lại trở về được ở trong cái sự dẫn dắt mà người ta đưa ông về. Và không những được đưa ông về rồi ông lại có cơ hội, ông nói về Chúa cho những người có địa vị. Bởi vì thời đó là những vấn đề rất là khó. Cho nên nhiều khi có những người nói rằng tại sao ngày xưa các con cái của Chúa tin Chúa ở tại Jerusalem và những vùng phụ cận thôi, mà tại sao đạo của Chúa ngày hôm nay truyền đi khắp tất cả mọi nơi trên thế giới. Đây cũng là điều đặc biệt. Và điều đặc biệt nữa là nếu như chúng ta suy nghĩ đó, nếu như đạo của Chúa không bị bắt bớ một cách gọi là mạnh mẽ ở tại Jerusalem đó, thì các con cái của Chúa không đi truyền giáo ở bên ngoài. Cho nên tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người như vậy. Cho nên vậy đối với sứ đồ Phaolô đó, ông là người tận dụng cái thời gian của mình và ông chia sẻ những gì mà Chúa bày tỏ trong chính đời sống của ông. Và sau đó thì ông viết thư cho các con cái của Chúa ở tại hội thánh Philip. Ông viết thư cho họ là tại vì ông muốn khuyến khích họ. Và cái điều đó cũng rất là đặc biệt. Cũng chính vì điều đó mà chúng ta đọc lời của Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhận được sự khuyến khích từ lời ông. Tất nhiên đó là điều mà Chúa muốn như vậy. Cái tình trạng thuộc linh của ông đó rất là tốt, rất là mạnh mẽ ở trong mọi cảnh ngộ. Cái lý do mà tôi nghĩ rằng đây cũng là một điều mà cái điều đó nó xảy trong cuộc đời của ông đó là tại vì ông đã trải nghiệm trong đời sống rất là nhiều. Ông trải nghiệm đời sống trước khi ông chưa tin Chúa, ông bắt bớ hội thánh của Chúa, ông đã chứng kiến những người con cái của Chúa như Ê-tiên bị ném đá cho đến chết. Rồi sau đó ông tin Chúa, rồi tin Chúa ông gặp cái sự khó khăn với những người mới tin Chúa nữa. Có những người họ nghi ngờ ông, không biết có phải là tin Chúa hay thật hay không, hay là tin Chúa rồi tìm xem họ ở đâu rồi bắt bớ như vậy. Ông trải qua những cái sự khó khăn như vậy. Sau đó ông đi phục vụ Chúa và đến cuối cùng ông nhận biết rằng chính những điều đó giúp cho các con cái của Chúa gần gũi với ông hơn, cộng tác với ông nhiều hơn và làm việc với ông nhiều hơn trong công việc nhà Chúa. Cho nên vì vậy, khi sứ đồ Phaolô bị giam giữ, thì ông vẫn có một cái nguồn cảm hứng là tại vì ông tin rằng Chúa có chương trình trong đời sống của ông. Cái lý do, khi ông bị bắt bớ thì ông bị giam. Và cái giam của ông thật ra người Do Thái ngày xưa đó, người La Mã ngày xưa đó, thì họ coi ông đó như là một cái người tên tù đó là nguy hiểm. Nguy hiểm không phải là tại vì chống phá lại chính quyền Do Thái, chính quyền La Mã đó bây giờ. Nguy hiểm là tại vì ông truyền đạo của Chúa và người ta nghe. Nếu người ta nghe thì người ta sẽ bỏ Do Thái giáo, người ta sẽ không tiếp tục đi theo Do Thái giáo nữa. Người ta phải đi vào cái chính nguồn, cái nguồn của Cơ Đốc giáo. Cho nên người ta rất là sợ, cho nên họ giam cầm ông. Họ giam cầm ông, có những trường hợp họ giam cầm ông đó với những người đó, với những người tù khác. Và có những người họ giam cầm ông đó, có thể họ mà cho những người lính La Mã đó bây giờ đó, họ đi cùng với ông, có những khi đi chung với ông, nhưng mà một tay cái cầm đó, một tay xiềng tay ông ấy và một tay xiềng người lính La Mã kia, sợ ông mới chạy. Nó như vậy đó. Nhưng mà người ta nghĩ rằng, ồ, nếu có những người khác nghĩ rằng, ồ, tại sao người ta sao Chúa để cho họ đối xử với ông một cách như vậy, đối khổ sở như vậy, bị theo dõi như vậy, bị chèn ép tới mức độ như vậy. Nhưng mà đối với ông thì không. Tại sao? Tại vì ông nói rằng, nếu như đó mình bị cùng chung xiềng với người khác đó, thì hai người không có sai nhau được. Trong khi ngồi đó như vậy đó, thì mình làm chứng về Chúa cho người đó.
ngồi đó như vậy, mình nói chuyện với Chúa cho người đó. Ngồi đó là vì ngồi chung một chỗ như vậy thì qua đời sống của mình làm chứng cho cái người kia để họ biết Chúa. Và thật sự như vậy. Ông bị cùm thì cũng bị cùm như vậy, nhưng mà ông vẫn có sự bình an. Trong đó cái người kia mới đặt câu hỏi là tại sao ông cũng bị cùm giống như tôi mà ông có sự bình an, còn tôi thì không. Thì ra ông làm chứng là ồ, tại vì tôi có Chúa. Chúa trong cuộc đời của tôi, Chúa bảo vệ tôi, Chúa hứa Chúa sẽ làm tất cả mọi việc vì cơ tôi và đem vinh hiển cho danh của Chúa như vậy. Cho nên vậy, mặc dù bị giam giữ như vậy, một cái điều nữa là chúng ta phải cảm ơn Chúa trong điều này. Chúng ta có các thư tín ở trong Vinh Thánh, thì có 27 thư tín ở trong Tân Ước đó. Thì hầu hết những thư tín đó gửi cho các hội thánh đó, là do sứ đồ Phaolô ông viết. Chúng ta phải cảm ơn Chúa ông viết. Nếu giờ ông Phaolô là một người truyền giáo nha quý vị, ông là người truyền giáo rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nếu giờ đi truyền giáo á, thì ông cứ phải đi thì đâu có thời gian để ngồi viết thư, phải không ạ? Ông bị người ta bắt, bị giam cầm, cho nên ông có thời gian ngồi viết thư. Cho nên đây là điều rất là đặc biệt, cho nên tùy theo cái thái độ của mỗi một người như vậy. Cho nên vì cớ ông bị giam cầm, bị bắt bớ, bị bỏ tù, thì ông ngồi viết thư cho các con cái của Chúa. Ông nghe các con cái của Chúa ở các hội thánh nếu gặp những sự khó khăn, thì ông viết thư cho họ, khích lệ tinh thần cho họ, giống như ông khích lệ tinh thần cho các con cái của Chúa ở tại thành Philip vậy. Cho nên vậy, Phaolô là một người mà có tấm gương rất là trong sáng, bởi vì ông là một cái nguồn cảm hứng cho tất cả những người cơ đốc nhân. Tất cả những cơ đốc nhân, như quý vị, chúng tôi và tôi chẳng hạn như vậy. Cho khi chúng ta đọc lời của Chúa, nhiều khi mình gặp những cái sự khó khăn, mình vẫn cảm ơn Chúa như thường. Mình gặp sự khó khăn, mình vẫn nhìn theo một cách tích cực như thường. Tôi chỉ nói ví dụ thôi, một cái chuyện nó xảy ra tôi ngày xưa rồi, nhưng mà nếu ngày hôm nay nó xảy ra tôi vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Ví dụ ngày xưa tôi đi giúp những người khác, tôi chở những người đi, chẳng thật ra những người đó nhiều khi chẳng có liên hệ gì hết trơn. Có nhiều khi đi gặp người đó ở dưới qua phe hay ở đâu đó chẳng hạn như vậy, hoặc họ đến họ nhà, thì tôi chở họ đi làm giấy tờ, có nhiều khi chở đồ cho họ ông con nữa. Thì có những người nói mục sư bận rộn như vậy mà tại sao mục sư phải đi chở đồ cho người ta? Mục sư là mục sư mà tại sao mục sư phải đi khiêng đồ cho người ta? Tôi nói không, tôi phải cảm ơn Chúa là tại họ nhờ tôi. Cái lý do họ nhờ tôi thì tôi có thể biết họ, tôi trò chuyện với họ và tôi có thể làm chứng với Chúa cho họ. Có những người sau đó họ tin Chúa, họ đi nhà thờ cùng với chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ không còn đi nhà thờ nữa, tại vì cao tuổi. Nhưng mà có điều đó, mọi sự xảy ra trong chính đời sống chúng ta, Chúa có chương trình cho mỗi đời sống chúng ta. Chúa cho chúng ta nguồn cảm hứng, Chúa cho chúng ta nhận biết. Cảm ơn Chúa trong hội thánh chúng ta cũng vậy. Có những người đi làm việc, dù đối diện với những sự khó khăn, thử thách, nhưng mà vẫn cảm nhận được cái sự dẫn dắt của Chúa, vẫn có sự bình an, vẫn tin tưởng rằng dù khó khăn, thử thách, nhưng mà Chúa vẫn hiện diện, Chúa vẫn nâng đỡ, Chúa không để cho mình quá sức chịu đựng của mình. Cảm ơn Chúa. Cách đó là cách làm chứng với Chúa cho những người khác. Cho nên vậy, cái bài học buổi chiều ngày hôm nay nói rằng nhận được tốt từ xấu, nhận được tốt từ xấu. Trong cái hoàn cảnh nó xảy ra, chúng ta tưởng chừng là xấu, nhưng mà thật ra là chúng ta nhận được cái điều tốt. Cho nên vì vậy, thứ nhất đó, muốn có được cái điều này đó, chúng ta phải suy nghĩ một năm á, phương pháp nhận được tốt từ xấu. Cái phương pháp nhận được tốt từ xấu. Phương pháp, nó phải có phương pháp, phải có cái nguyên tắc thì chúng ta mới có thể làm được cái điều này. Cho nên vì vậy, cái phương pháp nhận được tốt từ xấu, bởi vì sứ đồ Phaolô đó, ông vui mừng vì Chúa có thể được rao giảng. Ông bị tù, nhưng mà ông vui mừng vì Chúa có thể được rao giảng cho những người trong tù. Cho nên vì vậy, ngày hôm nay chúng ta không ngạc nhiên, ở trong giáo hội của chúng ta có rất là nhiều những cái mục vụ ở trong tù. Mục vụ trong tù, các mục sư có thể đến các cái nhà tù ở đây, tại đây đó, đến thăm viếng, rồi đến đó làm chứng, đến đó giảng đạo. Có một người mà tôi và một sư Mô Phi Lâm đến làm chứng cho người đó ở tại nhà tù ở chỗ đường City Drive đó. Sau khi làm chứng xong rồi người đó tin Chúa rồi người đó về, người ta nói rằng mục sư ơi, em còn mấy bạn em nó, ngày xưa người đó cũng là băng đảng đó, em còn mấy bạn em nó cũng giống như em mà nó bị tù nữa ở trên LA đó, mục sư đến thăm nó và bây giờ em muốn giúp cho nó. Cảm ơn Chúa về cái tinh thần đó. Khi được tin Chúa ra đời sống biến đổi, trở nên tốt đẹp. Không những vậy, người đó còn muốn giúp cho những người khác để có cơ hội được ra khỏi tù, có cơ hội được sống, để một đời sống tốt đẹp.
Sau đó người đó đi học ở tại Illinois, đi học rồi ra làm mục sư rồi sau tiếp tục đi học, ra đi dạy ở trong trường Kinh Thánh. Tôi nghĩ đây là một điều rất là đặc biệt như vậy, bởi vì tùy theo cái cách mà mỗi một người nhận biết như vậy. Cho nên vì vậy lời của Chúa được giao giảng, và lời Chúa đã được giao giảng ở trong một cái trường hợp rất là đặc biệt. Ngay kể cả những người ở trong hoàn cảnh người ta nghĩ là xấu, không ai thích đi tù hết, nhưng mà trong tù họ tự cầu nguyện tin Chúa, và chúng tôi cầu nguyện cho người đó trong tù. Và sau cái đời tin Chúa rồi thì nó trở về, thỉnh thoảng gặp nó, cảm ơn mục sư, ngày đó mục sư còn kiên nhẫn với em như vậy. Ngày hôm nay người đó có gia đình, người đó tin Chúa một cái rất là tốt như vậy. Cho nên vậy lời của chứng của sứ đồ Phaolô với những người ở trong cái hoàn cảnh bị tù đầy như vậy, hoặc là những người lính canh ở trong tù như vậy, bởi vì họ canh Phaolô và họ phải gặp gỡ rất là nhiều, và qua đó thì Phaolô có thể làm chứng cho họ. Và khi cũng trong hoàn cảnh như vậy, Chúa cứ thế được giao giảng. Cho nên vì vậy người giao giảng Chúa cứ thế đó, người ta có cái động cơ rất là rõ ràng, bởi vì ta muốn chia sẻ cái phước hạnh đối với những người khác. Đây là điều rất đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa muốn mọi người được cứu, không muốn mọi người sau này khi qua đời rồi phải đi vào cái chỗ bị hủy diệt đời đời. Chúa muốn mọi người nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Chúa muốn họ tin Chúa. Đây là điều mà Chúa muốn dạy dỗ cho như vậy. Cho nên vậy, cái động cơ mà có thể nhận được tốt từ xấu đó là chúng ta nhận biết Chúa muốn chúng ta làm cái gì, và cái mục đích trong chính đời sống của chúng ta là gì. Cho nên vậy, lời của Chúa được giao giảng, và cũng chính vì vậy chúng ta hãy cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất, nhận biết được ý muốn của Chúa ngay ở trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách như vậy. Ở trong cái vấn đề nhận biết được cái này, cái phương pháp thứ nhất đó là chúng ta cần phải, phần A đó, làm chứng Chúa cứu thế, làm chứng Chúa cứu thế là đấng cứu rỗi của mình. Chúng ta chỉ nói làm đấng cứu rỗi của mình nha, chứ mình khi mình cứ nói chuyện người khác không, nói về sự cứu rỗi của Chúa đối với mình. Chúa thay đổi mình như thế nào, Chúa ảnh hưởng tới mình như thế nào chẳng hạn như vậy. Chứ không phải mình cứ nói chuyện với người ta không, còn mình không có như vậy. Tất nhiên thì có những người, là quý vị có thể cũng đã từng nghe, tôi cũng đã từng nghe, có những người nói, cũng muốn người đó đi nhà thờ, tôi muốn con tôi đi nhà thờ, nhưng mà những người không đi. Thế đó là chuyện không phải. Cho nên vậy, phải làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa trong chính đời sống của chúng ta. Chúng ta tin Chúa, cái ảnh hưởng của đời sống của Chúa như thế nào trong chính đời sống của chúng ta như vậy. Cho nên vậy, có rất là nhiều điều đã xảy ra trong đời sống của Phaolô, kinh nghiệm của ông đã có thể chia sẻ được điều đó, và nhiều người được cái sự ảnh hưởng rất là đặc biệt. Cái sự chia sẻ của sứ đồ Phaolô nó có nhiều khi ông ấy chỉ trung tín làm chứng về Chúa cho những người khác, còn những cái chuyện khác là chuyện của Chúa. Cho nên vì vậy đó, khi mà những người ngày xưa đó, khi họ đến, họ truyền giáo khắp nơi trên thế giới đó, thì có một điều rất là đặc biệt, có một điều rất là đặc biệt đã xảy ra. Đó là những người lính, những người La Mã, những người tin Chúa ở tại La Mã ngày xưa đó, họ không gửi giáo sĩ ra nước ngoài. Nhưng mà khi có những người họ đến Anh Quốc đó, thì họ thấy nhà thờ tại đó, họ thấy nhà thờ tại Anh Quốc, thì người ta đặt câu hỏi là, ủa nếu như vậy ai đã đến giảng lời của Chúa cho những người tại Anh Quốc? Thì người ta mới tìm hiểu, và sau này người ta mới tìm hiểu đó là đúng ra trong hàng giáo phẩm đó, bây giờ đạo của Chúa bây giờ người ta chưa gửi giáo sĩ năm 596 đó, nhưng bây giờ họ chưa gửi giáo sĩ đến Anh Quốc. Nhưng mà khi những người đã đến Anh Quốc đó thì họ thấy có những người tin Chúa tại đó, thì họ nói rằng những người đến Anh Quốc đó là chính là những người lính La Mã ngày xưa đó, họ căn sứ đồ Phaolô, trông coi sứ đồ Phaolô ở trong tù đó, họ được sứ đồ Phaolô làm chứng, rồi họ tin Chúa, và khi họ được là đưa đi chỗ này chỗ khác để mà làm công việc giống như là những người lính hòa bình ngày hôm nay chẳng hạn như vậy đó, thì họ đến đó họ thành lập hội thánh. Tôi tin Chúa năm 1979 ở tại Malaysia, chứ tôi không biết nhiều về đạo của Chúa trước khi đó.
Nhưng có một điều khi tôi đọc, lúc bây giờ mới qua đây đi học thì Kinh Thánh đọc sách tiếng Việt rất là ít, tại vì không có sách tiếng Việt mà nói về đạo của Chúa đến Việt Nam thì rất là ít. Chỉ đọc tiếng Anh. Sách tiếng Anh thì có những giáo sĩ khi họ trở về họ viết lịch sử về Hội Thánh đến Việt Nam. Nhưng mà nói về lịch sử Hội Thánh đến Việt Nam thì họ chỉ nói rằng cái sự kiện đó đến từ năm 1911 thôi. Nhưng mà khi tìm hiểu về tất cả những cái vấn đề khác đó thì có điều đặc biệt là đạo của Chúa đến Việt Nam từ cái thế kỷ thứ 11 lận. Có nghĩa là khoảng năm 1020 mấy, khoảng năm đó đạo của Chúa đến Việt Nam rồi, mà đến từ miền Bắc và đến ở cái khu vực Phố Hiến ở miền Bắc. Thì người ta mới tìm hiểu là tại sao đạo của Chúa đến làm có thể đến Việt Nam được ở thế kỷ đó, mà trong đó chưa có người đến làm mục sư, chưa có người làm giáo sĩ như vậy. Thì người ta mới tìm hiểu rằng năm 1022 khoảng đó thì có rất là nhiều những thương gia đó, người Tây Ban Nha đó, họ đến Việt Nam, họ đi làm ăn. Khi họ làm ăn như vậy thì họ đã là người tin Chúa rồi, họ truyền bá phúc âm là tại đó. Đây là điều rất là đặc biệt. Cho nên vì vậy đó, khi mà đây cũng là một cái điều mà rất là đặc biệt. Bữa trước nó có một khi mà những người nghiên cứu về tiền đây tôi nói thêm, có người nghiên cứu về Kinh Thánh được dịch thành tiếng Việt đó, thì trong đó có phúc âm Luca, có sách phúc âm Luca được dịch tiếng Việt, mà nó dịch ra thì khoảng thế kỷ thứ 15 lận, khoảng đó, khoảng thế kỷ thứ 15 lận. Và khi đó thì tôi cũng rất là ngạc nhiên khi tôi nghe cái người mà chuyên môn về cái hội mà về Kinh Thánh đó, thì họ nói như vậy thì tôi rất là ngạc nhiên. Tôi hỏi làm sao mà quý vị biết rằng Kinh Thánh và phúc âm Luca được dịch ra bằng tiếng Việt ở thế kỷ thứ 15 như vậy? Thì họ cũng nói rằng cái điểm này rất là đặc biệt, còn cái bản dịch còn đây, và những người đến dịch từ bây giờ đó chỉ là những người thương gia, họ đến Việt Nam và họ đến đó rồi họ có dịp họ dịch cái đó cho mình mới có được ngày hôm nay. Thì tôi nghĩ đó cũng là một trường hợp rất là đặc biệt như vậy. Cho nên trở về vấn đề là ở trong tất cả mọi sự, chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta làm chứng Chúa cứu thế là đấng cứu rỗi của chúng ta. Đây là vấn đề quan trọng của chúng ta chứ không phải là của người khác. Cho nên nếu chúng ta trải nghiệm trong chính đời sống của mình thì nó rất là dễ dàng. Điểm thứ hai, phần B, làm chứng thực hiếu của Thiên Chúa. Làm chứng thực hiếu của Thiên Chúa. Làm chứng thực hiếu của Thiên Chúa. Cái điều này tôi nói vấn đề điều này thôi. Ví dụ như khi ông Trump ông bị ám sát chẳng hạn như vậy, thì ông mới nói rằng tại vì Chúa đỡ tôi, Chúa bảo vệ tôi. Thì ông cũng nói là tại vì Chúa hiện diện, Chúa đỡ, Chúa bảo vệ. Và ông nói cái điều đó có nghĩa là ông làm chứng về sự thực hiếu và cái sự hiện diện của Chúa tại đó, trong bối cảnh nó bây giờ. Tất nhiên là Chúa không muốn ai bị chết, không muốn ai bị tổn thương trong vấn đề như vậy hết. Nhưng mà tất cả mọi sự chúng ta biết là như vậy. Cho nên chúng ta làm chứng về Chúa, phải thực hiếu của Chúa trong chính đời sống của mình, chứ không phải làm chứng về người ta. Cho nên có những người nói, nhà của tôi đang nói chuyện vấn đề thể thao chẳng hạn như vậy. Tôi ở nhà của tôi có người chơi rất là tốt. Có người chơi rất là tốt. Nói chuyện chơi thì cũng không sao, nhưng mà nếu như chúng ta nói chuyện phải nói, tôi là người... Phải nói về chính mình, cái điều đó mới là vấn đề như vậy. Và vấn đề thứ ba, làm chứng nhân cách người Cơ Đốc. Người Cơ Đốc có nhân cách. Làm chứng nhân cách người Cơ Đốc. Chúng ta phải có nhân cách người Cơ Đốc. Cho nên cảm ơn Chúa, ở trong mọi cái ngộ chúng ta vẫn có thể nói về Chúa cho những người khác. Ở trong mọi cái ngộ chúng ta cũng có thể làm chứng cho những người khác. Trong mọi cái ngộ chúng ta có thể tận dụng mọi cái cơ hội để làm chứng về Chúa cho những người khác. Mà chúng ta làm cái điều đó, tôi nghĩ rằng nó giúp cho chúng ta có cái niềm vui. Tôi chỉ nói một cái đơn giản và tôi chia sẻ điều này, nhiều khi nó là đơn giản vô cùng nhưng mà nhiều khi nó cũng vui. Tôi nói ví dụ tuần trước tôi đi qua ngoài ra ngoài Costco chẳng hạn như vậy. Tôi lấy một cái xe ra rồi tôi đi đẩy vào trong chợ. Nhưng mà tôi thấy khi tôi lấy xe ra tôi định đẩy đi, tôi thấy có một người này cũng yếu không, cũng cao, giống như hơi cao tuổi, yếu cũng đi đến định lấy xe. Tôi nói ông có phải ông muốn lấy xe không? Ông nói đúng là tôi lấy cái xe, tôi nói, ông lấy cái xe của tôi đi, tôi lấy cái xe khác. Rất là đơn giản không ạ? Rất đơn giản thôi. Mình khỏe, mình kéo cái xe ra, giữ cái xe xếp cho mình kéo ra dễ dàng. Nhưng mà cái người yếu chưa chắc họ đã kéo cái xe một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà nếu mình giúp cho người đó,
thì cũng đó là một cái rất là tốt. Có thể tôi, người ta không hỏi tôi tại sao tôi làm như vậy, tất nhiên thì có thể nói có đủ lý do hết. Nhưng mà đối với tôi nghĩ rằng cũng vì Chúa đó, tôi có thể làm cho người khác được cũng là điều tốt chứ không. Mà khi tôi làm điều đó cho người khác, tôi thấy cái niềm vui, mặc dù tôi không biết người đó có vui hay không, nhưng mà tôi có niềm vui là tôi có thể giúp cho người khác dù việc rất rất là nhỏ thôi. Cho tôi nghĩ đó là cái cách mà mình có thể làm chứng về cái nhân cách của người Cơ Đốc một cách đích thực trong chính đời sống của mình. Cho nên vì vậy chúng ta phải cảm ơn Chúa như vậy. Cho nên nhiều người chúng ta làm tất cả những điều gì tốt đẹp nhất mà Chúa muốn trong chính đời sống của chúng ta như vậy. Ở trong thế kỷ thứ 16 có một vị linh mục, ông bị người ta đối xử một cách rất là tệ hại, gọi là rất là tệ hại. Bởi vì ông biết ông là một vị linh mục và ông mới đi truyền bá. Nhưng mà có điều quan trọng, dù cho người ta đối xử với ông một cách rất là tệ hại như vậy, nhưng mà trước mặt Chúa và trước mặt những người khác đó, ông vẫn làm những gì tốt nhất của cái tư cách của một người con gái của Chúa. Sau một thời gian, ông bị bắt bớ, sau một thời gian ông bị giam cầm, và ông với người ta thả ông ra. Thì người ta mới biết một điều rằng, chính cái người mà lãnh đạo, cái người mà trông coi tù đó, cái ông bắt ông ấy bị tù đó, cái người nhà của ông á thấy cái tư cách của ông này, thì người ta biết rằng cái ông này mà bị bắt bớ như vậy, bị tù như vậy, mà tại sao ông vẫn có được cái tinh thần gọi là rất là bình an, một cái tinh thần đối xử với những người xung quanh rất là tốt như vậy. Thì chính cái tư cách của cái người, cái vị giám mục này giúp cho những người trong gia đình của cái người đó tin Chúa. Đây là cái điều rất là đặc biệt như vậy. Cho nên vì vậy chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta, mỗi người cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có đặc ân ở trong Chúa. Điểm thứ ba, điểm thứ hai trong cái phần, cái điểm chúng ta suy nghĩ trong cái phần này, chắc tôi đi qua là tôi nói là hơi nhanh. Điểm thứ hai, cái phần này, thứ hai là mã đó. Cái ý nghĩa nhận được tốt từ xấu, ý nghĩa nhận được tốt từ xấu. Thứ hai là mã là ý nghĩa. The means of getting good out of bad. Ở trong cái câu này, trong cái câu số 19, thì nói rằng, ông nói rằng, cái điều mà tôi có được như vậy là ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là tôi biết rằng quý vị cầu nguyện cho tôi. Và khi quý vị cầu nguyện cho tôi đó, thì Thánh Linh của Chúa làm việc. Chúa có thể Giê-xu phù hộ cho tôi, giúp cho tôi. Và cũng chính vì cái điều đó, khiến cho tôi đó được phóng thích, khiến cho tôi được tự do, khiến tôi có thể làm những cái công việc mà Chúa muốn trong chính đời sống chúng ta. Điều này rất là quan trọng. Lúc đấy tại sao tôi nói tôi cảm ơn quý vị. Tôi không biết là quý vị cầu nguyện bao nhiêu trong cái chương trình ngày tối ngày hôm qua. Có thể có những quý vị chỉ nghĩ trong đầu, ồ tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước cho, chỉ có nghĩ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cái sự suy nghĩ trong sự cầu nguyện rất là quan trọng. Cho nên vậy cái lời cầu nguyện, phần A, lời cầu nguyện của cơ đốc nhân. Lời cầu nguyện của cơ đốc nhân, lời cầu nguyện rất là quan trọng. Lời cầu nguyện của cơ đốc nhân tại đây đó, thì ông Phaolô đó, ông đi học việc Chúa, nhưng ông nói rằng tôi tùy thuộc vào cái sự cầu nguyện của những con cái của Chúa rất là nhiều. Ông nói rằng tại sao có những trường hợp với tôi đây, Chúa ban phước cho tôi nhiều hơn là những điều tôi mong ước. Chúa chuẩn bị cho tôi nhiều hơn là những điều mà tôi chuẩn bị. Chúa dẫn dắt tôi, Chúa bảo vệ tôi, Chúa cung ứng cho tôi tất cả mọi sự như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì những con cái của Chúa khác cầu nguyện cho ông. Chính vì cái điều đó, ở trong cái câu số 19 thì nói rằng, vì tôi biết rằng nhờ anh chị em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Chúa cứu thế Giê-xu phù hộ. Cho nên ông biết như vậy. Thật ra tôi cũng cảm ơn Chúa về cái sự cầu nguyện của quý vị. Tôi không biết quý vị cầu nguyện cho tôi bao nhiêu, nhưng mà tôi biết rằng dù ít dù nhiều, quý vị vẫn biết rằng cái vai trò trách nhiệm của tôi, quý vị cầu nguyện, quý vị nhắc như vậy, rất là quan trọng. Phần B trong câu này, quyền năng của Đức Thánh Linh, cầu nguyện của các con gái của Chúa rất là quan trọng. Nhưng mà phần B là quyền năng của Đức Thánh Linh. Cái phương tiện thứ hai mà trong cái ý nghĩa chúng ta nhận được cái điều tốt ra từ điều xấu đó là cái quyền năng của Chúa thi thố. Chúa làm việc tất cả mọi sự. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay tôi nghĩ rằng trong đời sống chúng ta mỗi người cũng có thể trải nghiệm được cái quyền năng của Chúa thi thố trong chính đời sống của mình. Và cũng chính vì cái điều đó đó, chúng ta nhận biết được cái sự quyền năng của Chúa và chúng ta nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Chúng ta nhờ cậy Chúa nhiều hơn ở trong chính đời sống của chúng ta như vậy. Cho nên vì vậy xin Chúa người giúp cho chúng ta biết rằng quyền năng của Chúa rất là mạnh mẽ, quyền năng của Chúa có thể thay đổi. Xin Chúa người giúp cho chúng ta có thể làm những gì tốt đẹp nhất. Tôi sẽ đi qua phần thứ ba cho mau ở trong phần này. Tôi vẫn number 3.
Động cơ để nhận tốt từ xấu. Động cơ để nhận tốt từ xấu. Tất nhiên động cơ chúng ta muốn nhận tốt từ xấu để làm cái gì? Động cơ để nhận tốt từ xấu là để Chúa Cứu Thế được tôn vinh qua chính đời sống của cơ đốc nhân. Hoặc là Phaolô nói rằng cái động cơ đó để tôi có thể làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để tôn vinh Chúa Cứu Thế của tôi. Cho nên vì mình muốn có điều đó đó thì mình phải có cái sự mong muốn. Cho nên phần A là mong muốn. Mong muốn. Cho nên vì trong tất cả mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi cái cơ hội và thuận tiện, thì sứ đồ Phaolô ông nói rằng tôi không có hổ thẹn vì cớ Chúa. Và ông nói rất là rõ trong Roma, ông không có hổ thẹn về phúc âm, ông chia sẻ phúc âm. Cho nên vì vậy trong câu số 20 thì nói rất là rõ như vậy. Ông không có thể hổ thẹn về phúc âm nhưng mà tiếp tục làm những gì tốt đẹp nhất để Chúa Cứu Thế được vinh danh. Vinh danh trong cái đời sống của ông, trong tư cách của ông, vinh danh kể cả trong cái những cái đời, trong thân thể mà Chúa dùng chính đời sống của ông. Cho nên vậy cái đời sống của ông vui mừng, đời sống của ông bình an, cái đời sống của ông được ổn định. Đó là cái cách mà ông làm vinh danh Chúa. Tất nhiên không phải chỉ như vậy thôi, nhưng mà ông ước ao ông làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để ông đi phục vụ Chúa ở trong chính đời sống của mình. Cho nên vậy cái vấn đề, cái tinh thần của sứ đồ Phaolô đó là ông ước mong rằng trong tất cả mọi sự ông muốn làm vinh danh Chúa như vậy. Cho nên vậy xin Chúa giúp chúng ta trong tất cả mọi sự chúng ta cũng học theo cái điều mà Chúa muốn trong chính đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng có những sự khó khăn, thử thách, nhưng nếu Chúa dẫn dắt chúng ta, Chúa giải quyết thì mọi sự có thể được trở nên tốt đẹp hơn, với điều kiện chúng ta phải ước ao cái điều đó trong chính đời sống của mình. Và cái điểm kế tiếp nữa, điểm thứ hai là xác định. Đây là một sự xác định. Chúng ta phải xác định. Đây sứ đồ Phaolô ông xác định cái điều này rất là quan trọng ở trong chính đời sống của ông. Quý vị có cái câu Kinh Thánh ở trong cái phần đó, trong đó phải không ạ? Câu số 21 đó. Mời quý vị đọc chung cùng với nhau nha. 21. Vì đối với tôi sống tức là Chúa Cứu Thế và chết là ích lợi. One more time. Vì đối với tôi sống tức là Chúa Cứu Thế và chết là ích lợi. Đây là điều rất là quan trọng. Ông Phaolô ông xác định cái điều đó như vậy. Cho nên chúng ta muốn làm gì chúng ta phải xác định cái điều đó trong chính đời sống của mình, chứ không phải kệ nó tới đâu thì tới, chúng ta không cần để ý tới như vậy. Cho nên vậy Phaolô ông làm điều đó để ông xác định, và chính vì cái sự xác định đó ông dấn thân cho Chúa và được kết quả. Cho nên vì vậy kết luận của bài học buổi chiều ngày hôm nay, thật ra thì tốt hay xấu cũng là tùy theo mỗi người chúng ta nhìn. Có rất là nhiều điều đối với tôi, nếu mà tưởng chừng như là xấu nhưng mà thật ra là tốt, Chúa cho tôi ở trong chính đời sống của tôi như vậy. Cho nên vì vậy đối với chúng ta có rất là nhiều chuyện trong chính đời sống chúng ta. Chúng ta muốn điều đó tốt hay muốn điều đó xấu, khi chúng ta đối diện với nó còn tùy thuộc vào thái độ của chúng ta. Tùy thuộc vào thái độ của chúng ta. Nhưng mà Chúa có thể thay đổi. Chúa có thể khiến cái sự kiện nó là xấu đó, nó là không có tốt đó, trở nên tốt, trở nên ích lợi cho mỗi đời sống của chúng ta. Tùy theo cái thái độ. Cái thái độ của chúng ta đó là chúng ta tin rằng Chúa sẽ làm những gì tốt đẹp nhất cho mỗi đời sống của chúng ta. Tôi tin rằng trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay, chúng ta suy nghĩ lại trong quá khứ đó, có những điều chúng ta quyết định, chúng ta tưởng nó là tốt nhưng mà sau đó nó xảy ra, thì quý vị nói, nó không phải là tốt như vậy. Nó tốt lúc bây giờ, nhưng mà sau đó nó không phải là tốt như vậy. Nhưng mà chúng ta là con gái của Chúa, chúng ta tiếp tục nhờ cậy Chúa. Chúa có thể giúp chúng ta chuyển hóa điều tốt thành điều xấu, điều xấu thành điều tốt. Chúa có thể giúp ta chuyển hóa cái điều xấu thành điều tốt. Đây là điều mà Chúa muốn mỗi đời sống chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong tinh thần suy nghĩ, tinh thần theo Chúa để làm gì tốt đẹp nhất trong chính đời sống của mình. Xin mời quý vị đồng đứng dậy. As you stand up at this time now, thank God for the message. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng vì trong đời sống hiện tại đầy rẫy những tội lỗi trong thế gian này. Có rất là nhiều điều xảy ra đối với chúng con. Con cầu nguyện xin Chúa chúng con là đấng quyền năng. Xin Chúa chúng con cho chúng con có cái nhìn giống như Chúa của chúng con. Chúng con nhìn mọi sự ở trong cái nhìn của Chúa, chứ không phải nhìn của thế gian này. Chúng con nhìn mọi sự theo cái sự khôn ngoan của Chúa, chứ không phải theo sự khôn ngoan của chúng con. Chúng con nhìn mọi sự vì cớ danh của Chúa, chứ không phải vì cớ mục đích riêng của mình. Vì vậy, xin Chúa Ngài giúp cho chúng con
đối diện với mọi sự việc trong đời sống chúng con, dù cho có vẻ như là xấu, nhưng mà xin Chúa Ngài biến đổi trở thành điều tốt. Và chúng con là những người theo Chúa, chúng con tin rằng Chúa đã đấng quyền năng, Chúa có thể biến đổi những điều xấu thành tốt. Khi chúng con nhờ cậy Chúa, khi chúng con có nhìn giống như Chúa của chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Cảm ơn Chúa về một tuần lễ mới Chúa ban ơn cho chúng con xin dâng tuần lễ mới này trong tay của Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn cho chúng con, dẫn dắt chúng con trong một tuần lễ mới, gìn giữ chúng con khi đi ra đi vào ở trong bóng cánh toàn năng của Chúa, và cung ứng tất cả những nhu cầu cho mỗi đời sống của chúng con. Thank you, our Father in heaven, for your presence with us. Thank you for the time we can worship you. Thank you for your message. We commit a new week into your hand. We pray that it, you continue to be with us. Give us the strength, the wisdom, so we can see whatever happened around us. We believe that it according to your will. And also, we can get things good out of that because of you. May the love of our Heavenly Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of Holy Spirit be with you all. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu thương Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con, sự thông công của Chúa Thánh Linh ở cùng với tất cả quý ông bà anh chị em. Amen. Chúng ta nghỉ tại đây quý vị. Quý vị có thể chuẩn bị chút xíu quý vị sang bên phòng thư viện quý vị ha.